Hoàng Anh Gia Lai đại bại trước Sài Gòn, nếu có Công Phượng, mọi chuyện đã khác. Thất bại trước Sài Gòn trong cuộc đọ sức ngày hôm qua đã đẩy Hoàng Anh Gia Lai vào tình thế hết sức nguy hiểm. Họ đang xếp ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn vị trí phải đá play-off trụ hạng của Thanh Hóa đúng 1 điểm, nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Nếu Thanh Hóa giành chiến thắng trong cuộc đọ sức trước Thanh Quảng Ninh hôm nay, Hoàng Anh Gia Lai sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ 13. Trên fanpage chính thức của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, các cổ động viên của đội bóng này đều hết sức thất vọng với màn trình diễn của đội nhà. Tài khoản Phương Phương bày tỏ nỗi nhớ đến Công Phượng và cho rằng nếu tiền đạo sinh năm 1995 còn thi đấu cho đội bóng, họ đã không lâm vào tình cảnh như vậy. Lúc này thấy nhớ Công Phượng ghê, nếu như có Phượng ở đây thì Hoàng Anh Gia Lai không phải lo trụ hạng từng trận như vậy. Toàn cũng không đơn độc trên sân. Phượng có xem Hoàng Anh Gia Lai đá, nhớ động viên anh em nhé, fighting Gia Lai. Trong khi đó, cổ động viên Đặng Thế Quốc nhận định sự vắng mặt của Tuấn Anh là một trong những nguyên nhân chính khiến Hoàng Anh Gia Lai thua trận. Thiếu Tuấn Anh thiếu đi sự đột biến và làm chủ tuyến giữa. Văn Thanh dạo này xuống phong độ quá, lối đá chỉ truyền cho Văn Toàn dễ bị bắt bài và gần như không làm gì được, tội Toàn thế. Dù thất vọng với kết quả của đội nhà, song các cổ động viên của Hoàng Anh Gia Lai vẫn ủng hộ đội bóng hết mình. Một cổ động viên viết: cho dù các bạn Hoàng Anh Gia Lai có xuống hạng đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ. Chính các bạn đã vực dậy tình yêu bóng đá của mình sau thời kỳ đen tối của bóng đá Việt Nam. Và giờ đây, khi Hoàng Anh Gia Lai khó khăn nhất thì mình cũng hy vọng ai đã từng yêu mến Hoàng Anh Gia Lai sẽ không bỏ rơi đội. Cố lên nhé các chàng trai! Ở trận đấu tiếp theo, Hoàng Anh Gia Lai sẽ trở về sân nhà Pleiku để tiếp đón các cầu thủ Hải Phòng vào ngày 20 tháng 9. Đây sẽ là một trong hai trận chung kết quyết định tấm vé trụ hạng của đội bóng phố núi ở V-League 2019.